Trinh đã nhận được lời cầu hôn sắp lên xe hoa, hàm phúc sau hai mối tình với đại gia tù tội. Người đẹp tay đôi Việt Trinh khoe nhận ngón áp út và cho biết được cầu hôn ở Ấn. Ngay lập tức thông tin đã gây bão mạng xã hội. Nhiều người gửi lời chúc mừng đến Việt Trinh đã tìm được bến đồ mới hạnh phúc. Mới đây Việt Trinh đăng ảnh đeo nhận ngón áp út lên mạng xã hội khiến nhiều người cho rằng cô đã tìm được bến đồ mới. Việt Trinh viết, quay Ấn được cầu hôn bằng nhận cưới, nhỏ xíu mà tình nghĩ thật sâu chúc mừng trinh lần đầu đeo nhẫn cưới đi các nàng nhiều khán giả bình luận chúc mừng việt trinh và thắc mắc về danh tính của người ấy tuy nhiên việt trinh khẳng định bản thân vẫn đang độc thân chiếc nhẫn cô đeo trên tay là món quà cô nhận được trong chuyến du lịch bên ấn độ cô chia sẻ nhiều khi đeo nhẫn bình thường chụp hình muốn đeo nhẫn cho đẹp thôi mà họ cứ soi mói nói đó là nhẫn cưới vì thế tôi nhận luôn cho họ vừa lòng tôi vốn là người không thích đeo vàng hay trang sức này kia trên người tôi chỉ có một sợi dây chuyền là kỷ niệm má đã là trước khi mất. Nổi tiếng ở thập niên 90 như một ngôi sao lớn, được xếp vào màn minh tinh màn ảnh. Việc trên khi ấy làm siêu lòng không ít quý ông bởi vẻ ngoài xinh đẹp. Người hâm mộ bây giờ còn si mê cô đến mất hò reo mỗi khi nữ diễn viên xuất hiện. Không tiếc tiền tặng thần tượng, những món quà giá trị kể cả những trang sức đắt tiền. Từ năm 18 tuổi, Việt Trinh đã có thu nhập khiến nhiều người ao ước. Thế nhưng, cô cũng không thoát khỏi bốn chữ hồng nhan bạc phận. Dù sự nghiệp thăng hoa, nhưng đường tình duyên là trắc trở vô cùng. Việc Trinh tiếp tục trải qua hai mối quan hệ, mang đến cho cô nhiều của cải, tài sản, nhưng tổn hại không ít về hình ảnh. Vào những năm 90, vụ đại án thất thoát trăm tỷ của đại gia Phạm Huy Phước gây chấn động cả nước. Đáng chú ý, việc Trinh được cho là có liên quan đến vị đại gia này khi ông chưa bị bắt. Báo chí thời bấy giờ đưa tin, vì quá si mê nhan sắc của nữ diễn viên, bạn trai đã mua tặng cô cả biệt thự xe hơi. Sau khi Phạm Huy Phước nhận án tử, danh tiếng của Việt Trinh bị ảnh hưởng nghiêm trọng công chúng bắt đầu có sự soi xét khắc khe đối với sự nghiệp của cô. Cơn bão này chưa được bao lâu, nữ minh tinh sinh năm 1972 tiếp tục bị nghi có mối quan hệ với đại gia Trần Văn Giao. Sau này ông cũng bị bắt vì tội lừa đảo và bị kết án chung thân. Thậm chí nữ diễn viên được cho là đã có mặt trong xe của Trần Văn Giao vào ngày ông bị bắt. Bất chấp những lời giải thích của Việt Trinh, ngay sau đó dư luận và các dự án điện ảnh đã quay lưng với cô. Vụ nữ diễn viên phải rút lui vào hậu trường cho đến khi sự việc lắng xuống hình ảnh sang trọng và trong sáng của Việt Trinh, khi đó đã bị hai người tình dính líu đến pháp luật, làm tổn thương nặng nề. Sau những cuộc tình đầy sóng gió, Việt Trinh vô cùng đau khổ. Thậm chí mới đây, nữ diễn viên còn bị gọi là kẻ sát phu. Quách Tuấn Du, người bạn thân 20 năm của người đẹp tay Đô, từng tiết lộ rằng khi đó Việt Trinh rất tuyệt vọng. Không chỉ cả đầu, cô còn có ý định kết thúc cuộc đời. Việt Trinh còn xóa đi nốt ruồi trên gò má vì cho rằng đó là điểm rủi, khiến đường tình duyên của mình luôn trắc trở. Việt Trinh trở nên cẩn trọng hơn trong chuyện tình cảm, kính tiến đến mức kết hôn sinh con không ai biết. Nhiều người sau này kể lại Việt Trinh kết hôn với bạn thân, chồng cô không thích nghệ thuật, thậm chí có định kiến với công việc này. Mặc dù rất yêu nhau, nhưng nhìn nhận quá khắc khe của chồng về công việc mình đang theo đuổi đã khiến Việt Trinh quyết định ly hôn. Sau đó nữ diễn viên trở thành mẹ đơn thân, một mình chăm sóc con trai thiên nhân cho đến tận bây giờ. Giờ đây Việt Trinh đang sống cùng con trai trong căn biệt thự sân rộng vườn 2 rưỡi m 2 ở Bình Dương, nữ diễn viên thử sức làm đạo diễn, thỉnh thoảng cũng nhận lời tham gia game show. Ngoài ra, việc Trinh còn rất tích cực làm từ thiện, ăn chay và tu học theo Phật Pháp.